Hello, xin chào anh em. Với hẹn của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình có một em xin tươi muốn mang đến cho anh em với hẹn của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một em xe tải với thương hiệu là Đông Pen nha anh em. Một chiếc xe tải 800 kg đời 2018. Một chiếc xe còn rất là đẹp. Với phiên bản này là phiên bản thùng kính mở cánh dơ, rất là xịn sò như thế này luôn. Đấy, nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đi xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng của bạn. Ngày mới kính chúc anh em quý hàng của bạn dồi dào sức khỏe, có nhiều thành công và thuận lợi trong công việc. Thì em xe này sản xuất của nó là năm 2018, niên hạn sử dụng cũng còn rất là cao, 2043. Đấy, cầu rất là lớn nè, bánh thì cũng còn rất là ok lắm, gai lốp cũng còn rất là cao, sàn sắt bẩn bằng sắt thùng tiêu chuẩn thôi. Được cái là mở cánh dơ để bán hàng lưu động hoặc là bán hàng lề đường cũng khá là ok lắm anh em. Thùng nó với kích thước thùng là 2m450 là chiều dài, thương hiệu Đông Pen cũng khá là quen thuộc với anh em với hàng của các bạn. Lưới tay nhiệt rất là rộng, cụm đèn pha halogen nhìn rất là sáng và rất là đẹp luôn, rất là bắt mắt. Này, khung gầm khung sexy rất là cứng ngắc luôn anh em. Đó. Thì xe này chiều ngang của cái thùng là 1m465 và chiều cao là 1m480. Kích thước khối lượng tổng thể của nó là 1,9 tấn, khối lượng bản thân là 1 tấn nha anh em. 770 kg, gần 800 kg Đông Pen. Đấy, xe này đi được 77.000 km. Sản xuất 2018, niên hạn sử dụng 1943 nha. Một xe chỗ ngồi ghế bột da này, rất là sang trọng luôn, xe không có máy lạnh. Hộp số 5 số tiếng, một số lùi. Ngay vô mùi thuốc lá cũng rất là đủ. Nội thất cũng còn rất đẹp, kính quay tay thôi cũng rất là sang trọng, rất là mượt mà. Nói chung là một cái xe cũng tương đối ổn định với mức giá mình dự kiến cho bán cho anh em quý hàng của bạn là 115 triệu Đông Pen để 2018 nha, 115 triệu nha anh em. 115 triệu ra đi em đó. Khối động cơ xăng nằm ở dưới cái ghế với dung tích xi lanh là 1 lít nha anh em. Công suất là 45 kW từ 1 đôi 56. Máy xăng. Đấy. Nói chung là máy cũng rất là êm, nghe cũng rất là đã luôn anh em. Máy Trung Quốc nha, máy của nhà máy Đông Pen nó bán và sản xuất Đông Pen thương hiệu đến từ Trung Quốc. Xe có đường kính mâm của bánh xe là 13 nha. Nói chung nghe tiếng máy còn rất là đã và rất là kích thích nha. Máy xăng chạy cũng rất là yên, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này chạy cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh em. Dòng Đông Pen xe tải nhẹ luồn lách trong những đường hẻm hóc khá là ok và cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Nói chung mọi thứ đều rất là tạm ổn với cái mẫu xe nhỏ nhắn xinh xắn như thế này. Nếu anh em thích cái mẫu xe nhỏ nhắn xinh xắn này cứ liên hệ trực tiếp mình xuống gọi 0937 95 342 hoặc cái này xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì cái rim nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Đông Pen 770 kg, phiên bản thùng mở cánh dơ nha, mở hai bên luôn anh em, mở cánh dơ mở hai bên luôn thì rất là tiện cho việc bán hàng lề đường hoặc bán hàng lưu động, rất là dễ dàng. Khi mình hạ cánh dơ xuống thì nó phải trở thành phiên bản thùng kính nha anh em. Đó. Nội thất rất là rộng rãi và rất là đẹp. Từ mọi thứ trên xe đều còn rất là ổn cho anh em quý hàng của các bạn có thể suy nghĩ đầu tư một em tải nhẹ xinh xắn Đông Pen thùng mở cánh dơ, xe còn đăng kiểm rất là dài tới ngày 2022 tháng 11 2022 là xe này anh em mua và chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha. Đó. Mọi thứ đều rất là ổn và rất là xịn sò với mẫu xe này. Nếu anh em thích cái mẫu xe này kính đây xem xe trải nghiệm và lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ rất kinh doanh vận tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng của các bạn. Mua em xe tải nhẹ Đông Pen phiên bản thùng mở cánh dơ nha, thùng kính mà mở cánh dơ nha anh em, sử dụng ti chống nhớ là xịn và những cái khóa tôm để giữ lại những cái bẩn nha. Đó. Mở bật lên anh em khá là tiện dụng luôn. Cảm ơn anh em quý hàng các bạn rất nhiều theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo của mình.